cho khách ấy, nên cắt thấy không, mình tấm tem này. Anh bảo là cắt mắt xịn cho anh ấy, mình cắt mắt xịn mình test này. Đây xuyên nhá, đây không xuyên này, anh thấy chưa, chống được anh sáng xanh có hại này. Đây, bên mắt này cũng tương tự nhá. Trên này nó có logo nhá anh nhá, nên anh yên tâm chắc chắn là kính kính sơn si. Tấm test UV đó, đây tấm test UV đây. Đây đây chống UV nhá, cái chỗ UV này. Mắt này. Đấy. Chỗ nào có kính là sẽ không bị tiêu UV nhá, nhìn rõ từ từ mắt còn lại. Còn lại này. Đấy. Đấy. Đấy nhá, để mắt tốt nhá. Ok. Ví dụ đây xuyên này, mắt này. Mắt này. Mắt này. Mắt này. Mắt này. Rồi.